Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tô màu. Các bạn nhỏ trong lớp thì đang hăng hái phát biểu để tô màu được bức tranh này. Các bạn hãy chuẩn bị gì nhỉ? Mình có màu nước và màu sáp ở đây rồi. Chúng mình cùng nhau thực hiện tô màu thôi. Ok, bạn nhìn rõ hơn chưa? Mình sẽ chọn màu đen để tô màu tóc cho các bạn nhỏ nhé. Chúng mình nhớ là sẽ cầm bút bằng tay phải và cầm bằng ba đầu ngón tay. Tay trái chúng mình sẽ đặt lên gần vở để cho gần vở của mình không bị quằn mép nhỉ. Khi tô màu chúng mình phải thật là cẩn thận để cho màu không bị chởm sang bên ngoài nhé. Tóc của cô giáo nữa các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta tô quần áo nhé. Đây là những ghế ngồi đúng không nào? Những ghế ngồi mình sẽ tô màu hồng đi. Một cái ghế này. Hai cái ghế. Ba cái ghế này. Bốn cái ghế và cuối cùng là có tất cả là mấy nhỉ? 5 cái ghế đúng không nào? Thế là chúng ta sẽ thay quần áo cho cô giáo nhé. Vậy là mình đã thực hiện tô màu xong bức tranh rồi đấy các bạn ạ. Thời lượng của video cũng không còn nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bye bye.